Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình tạp chí Sức khỏe đời sống của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình tuần này có những nội dung đáng chú ý. Trong phần bản tin có các tin: thời tiết nắng nóng, số lượng bệnh nhân giảm nhưng các ca bệnh nặng tăng; bệnh viện đa khoa Phố Nối, khoảng 80% số ca nhập viện vì tai nạn giao thông liên quan đến bia rượu. Trong mục thầy thuốc với người bệnh, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về tác hại của việc hút thuốc lá thụ động. Trong mục cẩm nang y học, các món ăn, bài thuốc từ sen tốt cho sức khỏe. Cuối chương trình câu chuyện y tế, cảnh báo gia tăng các bệnh do hút thuốc lá. Trước tiên mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin y tế chúng tôi mới cập nhật. Những ngày gần đây, thời tiết nắng nóng kéo dài đã ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe người dân. Số lượng bệnh nhân đến khám tại các cơ sở y tế giảm, nhưng tăng về các ca bệnh nặng. Tại Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên, Bệnh viện Đa khoa Phố Nối những ngày gần đây, trung bình có khoảng từ 400 đến 500 lượt người bệnh đến khám, giảm 10% so với thời điểm trước khi diễn ra đợt nắng nóng. Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà dao động ở mức từ 800 đến 900 bệnh nhân, số lượng bệnh nhân không có nhiều biến động. Tuy nhiên, các trường hợp bệnh nặng phải nhập viện điều trị tăng cao, chủ yếu là các mặt bệnh liên quan đến thời tiết như bệnh đột quỵ, huyết áp, hen, phổi, tắc nghẽn mãn tính. Ở người cao tuổi, các bệnh ở trẻ nhỏ như là viêm phổi, viêm phế quản, tiêu chảy. Nguyên nhân của tình trạng bệnh nhân đến khám giảm là do thời tiết nắng nóng, các bệnh nhân ngại đến khám và điều trị tại các cơ sở y tế. Song các bác sĩ khuyến cáo, nếu có dấu hiệu nào bất thường, người dân cần đến ngay các cơ sở y tế để khám và điều trị kịp thời, tránh cho tình trạng bệnh nặng hơn gây khó khăn trong quá trình điều trị. Mặc dù đã thực hiện nhiều chiến dịch tuyên truyền vận động ở địa bàn trọng điểm, nhưng tính đến hết tháng 4 năm 2018, tỷ lệ chênh lệch giới tính khi sinh ở Văn Giang vẫn ở mức cao. Thậm chí thị trấn Văn Giang mất cân bằng giới tính khi sinh đang ở mức báo động. Tính đến hết tháng 4 năm 2018, thị trấn Văn Giang có 23 trẻ chào đời, trong đó có 7 trẻ là nữ và 16 trẻ là nam, đưa chỉ số giới tính khi sinh của thị trấn Văn Giang lên mức đáng báo động là 228 bé trai trên 100 bé gái. Tỷ lệ này tăng rất nhiều so với mức 105 bé trai trên 100 bé gái của cùng kỳ năm 2017. Nguyên nhân được cho là nhiều người có quan niệm năm nay là năm đẹp, sinh con trong năm nay sẽ tốt cho sự phát triển của con sau này. Bên cạnh đó, vấn đề cốt lõi vẫn là tư tưởng, quan niệm trọng nam khinh nữ đã ăn sâu vào suy nghĩ của người dân. Nhiều người tìm mọi cách sinh cho bằng được con trai để nối dõi tông đường. Để hạn chế tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, thị trấn Văn Giang cần tiếp tục tập trung vào công tác tuyên truyền, chú trọng loại hình tư vấn, đối thoại trực tiếp với các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ, vị thành niên, các gia đình sinh con một bề, đồng thời đẩy mạnh cung ứng các dụng cụ tránh thai. Trong những năm gần đây, trạm y tế xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ luôn hoàn thành các chương trình mục tiêu y tế quốc gia, đáp ứng được công tác khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân địa bàn, đạt chuẩn quốc gia về y tế giai đoạn 2. Trạm thường xuyên phối hợp với các ban ngành đoàn thể của xã tuyên truyền phòng chống dịch bệnh trên hệ thống loa truyền thanh. Công tác khám chữa bệnh đã được nâng cao về mặt chuyên môn, tinh thần trách nhiệm cũng như thái độ phục vụ người bệnh, trực cấp cứu 24/24 giờ. Bên cạnh đó, các trường hợp vượt khả năng, trạm đã kịp thời chuyển lên tuyến trên không để xảy ra sai sót. Duy trì khám chữa bệnh đông y kết hợp với tây y cho bệnh nhân tại trạm, giải quyết kịp thời các ca cấp cứu tai nạn lao động và tai nạn giao thông, thực hiện cấp phát thuốc đầy đủ cho các nhóm bệnh nhân như là bệnh nhân lao, bệnh nhân động kinh. Nhiều năm trở lại đây, trên địa bàn xã không có dịch bệnh xảy ra. 100% trẻ trong độ tuổi được tiêm chủng đầy đủ, tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh ở mức trung bình. Chỉ tính từ tháng 4 đến nay, Bệnh viện Đa khoa Phố Nối đã tiếp nhận trên 200 ca nhập viện do tai nạn giao thông. Theo các y bác sĩ của bệnh viện thì có khoảng 80% số ca có liên quan tới uống rượu bia. Đa phần những bệnh nhân này khi nhập viện qua xét nghiệm thì lượng cồn trong máu khá cao. Cũng theo các bác sĩ, khi theo dõi bệnh nhân có rượu khó khăn hơn rất nhiều so với bệnh nhân không có nồng độ cồn trong máu cao, không uống rượu. Bởi vì khi nhập viện, bệnh nhân uống rượu rất kích thích, tri giác không tỉnh như bình thường, nên việc điều trị cũng sẽ gặp nhiều khó khăn hơn. Vì vậy, người dân cần sử dụng rượu bia vừa phải, bởi nếu sử dụng quá đà, lượng cồn trong máu tăng cao, rất dễ xảy ra các trường hợp xuất huyết, gây mất máu, cấp và nguy hiểm đến tính mạng. Với đặc thù nằm rất gần một số bệnh viện tuyến tỉnh, lượng bệnh nhân đến khám và điều trị tại Trung tâm Y tế thành phố Hưng Yên phần nào bị hạn chế hơn. Tuy nhiên, việc đầu tư một số máy móc khám chữa bệnh hiện đại đã giúp khoa nội nhi đông y của trung tâm luôn đông bệnh nhân, chiếm khoảng 60% lượng bệnh nhân của trung tâm. Tại khoa, lượng bệnh nhân sử dụng các liệu pháp y học cổ truyền là chủ yếu,
Chính vì vậy, bệnh viện đã trang bị máy kéo giãn cuộc sống, máy laser nội mạch, đưa vào ứng dụng phương pháp đắp nến, paraffin, trường châm, mãng châm. Vậy nên hiệu quả điều trị cho bệnh nhân tăng cao. Trung bình mỗi ngày khoa khám và điều trị cho khoảng từ 30 đến 40 bệnh nhân. Lượng bệnh nhân nhiều nhất là vào khoảng thời gian giao mùa, lên đến 50 người. Chất lượng khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền kết hợp với y học hiện đại đang từng bước được nâng cao, thể hiện ở trình độ chuyên môn của đội ngũ thầy thuốc y học cổ truyền tại bệnh viện tuyến hạng 3. Hiện nay, các khoa đông y của các bệnh viện hạng 2, hạng 3 đang từng bước hiện đại hóa cơ sở vật chất, trang thiết bị, các quy trình kỹ thuật từng bước được chuẩn hóa, ứng dụng nghiên cứu khoa học vào thực tiễn được đẩy mạnh, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Vừa qua, đoàn thanh kiểm tra về an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh đã triển khai kiểm tra công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của Ban chỉ đạo liên ngành an toàn vệ sinh thực phẩm 10 huyện thành phố trong năm 2017 và 4 tháng đầu năm 2018. Qua kiểm tra, đoàn cũng đã chỉ ra những hạn chế của Ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm 10 huyện thành phố trong năm 2017 và trong 4 tháng đầu năm 2018. Số lượng các cơ sở được kiểm tra do Ủy ban Nhân dân huyện ban hành quyết định kiểm tra còn rất ít so với tổng số cơ sở thực phẩm thuộc Ủy ban Nhân dân huyện thành phố quản lý. Tuyến huyện, thành phố tổ chức thanh kiểm tra chuyên ngành về an toàn thực phẩm được 450 cơ sở thực phẩm, không tính tuyến xã. Chỉ có 3 huyện xử phạt vi phạm hành chính về an toàn vệ sinh thực phẩm là Tiên Lữ, Văn Lâm và thành phố Hưng Yên. 100% huyện, thành phố không có sổ theo dõi các cơ sở vi phạm, cơ sở không chấp hành, vì vậy không thể kiểm soát được các cơ sở vi phạm. Số lượng cơ sở được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định còn thấp. Chưa có hoạt động kiểm tra đột xuất, chưa nêu tên các cơ sở vi phạm trên phương tiện truyền thông địa phương. Đa số các huyện không có triển khai xử lý vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm đối với các cơ sở vi phạm. Đồng thời, việc chỉ đạo công tác thanh tra kiểm tra chuyên ngành an toàn thực phẩm của Ban chỉ đạo vệ sinh an toàn thực phẩm các huyện thành phố còn chồng chéo với việc chỉ đạo triển khai công tác thanh tra kiểm tra thuộc lĩnh vực của Ban chỉ đạo 389 huyện thành phố. Đoàn kiểm tra cũng kiến nghị trong thời gian tới, các đơn vị thường xuyên tổ chức kiểm tra giám sát đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm trên địa bàn huyện thành phố. Sau mỗi quyết định kiểm tra, cần có báo cáo kết quả kiểm tra và đưa tin danh sách cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm trên phương tiện truyền thông. Vừa qua, Trung tâm Y tế huyện Tiên Lữ phối hợp với 15 trạm y tế xã thị trấn tổ chức đo huyết áp miễn phí cho hơn 7.000 người dân, đặc biệt là người cao tuổi. Tại đây, các bác sĩ đã khám đo huyết áp. Kết quả có khoảng 40% người dân được sàng lọc tại các điểm đo huyết áp miễn phí không hề hay biết mình mắc bệnh tăng huyết áp. Điều đó cho thấy người dân chưa hiểu biết nhiều về căn bệnh thầm nặng này. Với những trường hợp bệnh nhân tăng huyết áp sau khi được phát hiện, sẽ được chuyển lên Trung tâm Y tế huyện để khám, chẩn đoán, quản lý, theo dõi điều trị nhằm hạn chế hậu quả, biến chứng nguy hiểm của bệnh. Bên cạnh đó, các trạm y tế cũng đã cấp phát hàng nghìn tờ rơi tuyên truyền kiến thức giúp người dân hiểu và nhận biết sớm nguyên nhân, dấu hiệu của bệnh tăng huyết áp, cách dự phòng nguy cơ mắc bệnh và các biện pháp nhằm hạn chế biến chứng cho người dân. Hút thuốc lá thụ động hay còn gọi là phơi nhiễm với thuốc lá từ môi trường, bao gồm cả khói thuốc do sự đốt cháy điếu thuốc và khói do người hút thuốc thở ra. Hút thuốc lá thụ động độc hại và ảnh hưởng lớn đến sức khỏe cộng đồng. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi cuộc trao đổi giữa phóng viên chương trình với Thạc sĩ bác sĩ Dương Thanh Tùng, khoa hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Hưng Yên để tìm hiểu về vấn đề này. Xin chào bác sĩ ạ. Thưa bác sĩ, thế nào là hút thuốc lá thụ động? Theo Tổ chức Y tế Thế giới thì khái niệm hút thuốc lá thụ động đó là cái hành động mà hít phải cái khói thuốc lá khi mà không trực tiếp tham gia hút thuốc lá. Vâng, thưa bác sĩ, vậy thì hút thuốc lá thụ động có nguy hiểm như hút thuốc lá chủ động không? Và người bị thụ động tiếp nhận khói thuốc thì sẽ có ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe? Vâng, hút thuốc lá thụ động thì cũng hoàn toàn có những cái tác hại giống như hút thuốc lá chủ động. Và một người mà tiếp xúc phải cái khói thuốc lá thụ động thì cũng dễ bị mắc các cái bệnh lý, ví dụ như là về tim mạch, về đột quỵ, các cái bệnh lý về ung thư và các cái bệnh lý về đường hô hấp cấp tính và mãn tính. Vâng, thưa bác sĩ, vậy thì với thai phụ và trẻ nhỏ thì khói thuốc lá thụ động sẽ gây ra những ảnh hưởng như thế nào ạ? Đa phần gặp thì là những cái thai phụ mà hít phải khói thuốc lá thụ động thì thường là sinh con ra nhẹ cân hơn và dễ mắc các cái bệnh lý về đường hô hấp. Với trẻ em khi hít phải khói thuốc lá thụ động thì thường dễ mắc các cái bệnh lý về đường hô hấp. Ví dụ như là đường hô hấp trên thì như là viêm mũi xoang, viêm tai giữa và nó thường tái đi tái lại nhiều lần.
Ngoài ra có thể mắc các bệnh về đường hô hấp dưới, ví dụ như viêm phổi, viêm phế quản, hen phế quản. Và những trẻ em mà hít phải những cái khói thuốc lá thụ động thì thường là nó sẽ chậm phát triển về thể chất và cả tinh thần, trí tuệ. Xin bác sĩ có thể chia sẻ cho quý vị khán giả một số lời khuyên để giúp những người nghiện thuốc lá lâu năm có thể từ bỏ được thói quen này ạ? Tôi sẽ xin hướng dẫn những cái cách mà để cho chúng ta có thể từ bỏ cái thói quen một cách từ từ. Thứ nhất là đối với người hút thuốc lá thì theo tôi khuyên thì nếu như mà chưa bỏ được thì tìm các cái phòng riêng dành cho những người hút thuốc lá ở những nơi công cộng. Thứ hai là chúng ta thường nên là không có thói quen dự trữ thuốc, ví dụ như là dự trữ thuốc ở cơ quan, nơi làm việc hoặc là dự trữ thuốc trong người. Thế thì khi mà giả sử như chúng ta có lên cơn thèm thuốc thì chúng ta đi xin một vài điếu thì còn được. Chứ nếu như chúng ta xin nhiều lần thì chắc chắn là chúng ta sẽ rất ngại. Và đấy cũng là một trong những cái cớ để chúng ta quyết tâm bỏ thuốc lá hơn. Cái việc thứ hai là ví dụ như một ngày chúng ta thường có thói quen hút khoảng 20 đến 30 điếu thuốc. Từ bỏ đột ngột thì nó sẽ rất khó chịu và chúng ta lại quay lại chúng ta hút trở lại. Thế thì theo tôi khuyên là chúng ta nên bỏ dần dần. Ngày mai chúng ta bớt đi một điếu, ngày sau nữa chúng ta bớt đi một điếu. Cách nữa để giúp cho từ bỏ thói quen hút thuốc lá là chúng ta sống ở trong môi trường mà có những người không hút thuốc lá. Thì vì vậy thì chúng ta có thể vận động các bạn bè cùng tham gia từ bỏ thuốc lá với mình. Và một cách nữa là chúng ta có thể từ bỏ hút thuốc bằng cách là khi chúng ta đang hút thì thèm quá, nhớ quá chúng ta đang hút thì chúng ta có thể tắt điếu thuốc giữa chừng, đừng cố hút hết điếu thuốc. Cảm ơn bác sĩ về cuộc trao đổi ngày hôm nay ạ. Thưa quý vị và các bạn, sen là loại cây được y học đánh giá rất cao với nhiều công dụng rất tốt cho sức khỏe. Các bộ phận trên cây sen đều có thể trở thành các món ăn, bài thuốc rất dễ sử dụng. Hưng Yên được coi là mảnh đất nhãn ngọt sen bùi với những đầm sen bát ngát và rực rỡ. Mùa sen đã đến, quý vị và các bạn hãy tận dụng thời gian này để chăm sóc sức khỏe cho cả gia đình từ những bài thuốc từ sen qua phần giới thiệu hướng dẫn của bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Đức Trúc, Phó trưởng khoa Nội nhi Đông y, Trung tâm Y tế thành phố Hưng Yên. Thì lá sen thì chúng ta chọn những chiếc lá là bánh tẻ, chúng ta rửa sạch, phơi khô hoặc tẻ tươi. Chúng ta lấy khoảng tầm 300 mg, chúng ta cho vào máy sinh tố, xay, xong lọc thành phẩm là một cốc nước trà lá sen, rất là tốt. Đã, khi chúng ta được thành phẩm một cái cốc lá sen này thì tác dụng của nó là hạ mỡ máu, giảm cholesterol và giảm những tác nhân béo phì. Uống lá sen này thì có thể uống hàng ngày được, rất là tốt cho mọi người. Và bài thuốc thứ hai là có nói về hạt sen. Hạt sen thì có hai loại. Loại thứ nhất là loại vẫn còn nguyên vỏ, loại thứ hai là loại chúng ta được là bào chế thì có hạt đây. Thì trong hạt sen thì trong Đông y có giá trị làm thuốc rất là cao. Tên khác của Đông y gọi là liên dục. Thì có tác dụng an thần, chữa mất ngủ, kết hợp cùng các vị thuốc Đông y khác trong cái chương an thần. Thì chúng ta có thể là nấu chè hạt sen, thành phần gồm là có thể là hạt đậu xanh, nước cốt dừa, đường phèn hoặc đường thốt nốt cùng với hạt sen, chúng nó linh nhừ. Tác dụng là thanh nhiệt giải độc, mát gan, có giá trị dinh dưỡng rất tốt. Những bệnh nhân mất ngủ dùng chè hạt sen rất là có giá trị, đặc biệt ở cái vùng đất là Hưng Yên mà hạt sen kết hợp với cả nhãn thì rất là ngon. Và bài thuốc thứ ba là bài thuốc là chúng ta kết hợp từ là hoa sen. Thì trong hoa sen thì chúng ta có là nhụy sen, cánh sen. Khi mà chúng ta muốn là uống trà từ cái hoa sen này thì cách làm như sau. Buổi sáng, buổi chiều thì chúng ta có thể là nhặt những cánh chè, chúng ta kết hợp cho vào phần nhụy của hoa sen và chúng ta buộc lại phần đầu để hở những cái phần cánh bên cạnh. Qua một đêm thì cái xương trời chảy xuống cái phần mà hoa sen tạo thành cái một mùi thơm đặc biệt. Sáng ra chúng ta thu hái và chúng ta pha thành một cốc trà, trà hoa sen uống rất là tốt, mát và có mùi vị đặc biệt.
Tiếp theo là cái phần mà ngó sen còn gọi là củ sen thì có thể dùng làm thuốc đông y. Tác dụng của ngó sen thì là có tính hàn lạnh, có tác dụng thanh nhiệt, tán ứ, làm cho hết nôn, tỉnh rượu. Thường dùng để chữa chứng sốt huyết do nhiệt, đặc biệt là phụ nữ sau khi sinh thường phải kiêng lạnh thì vẫn có thể là ăn ngó sen hoặc củ sen bình thường. Ngó sen chín thì chúng ta có thể có tính ôn ấm, có tác dụng kiện tỳ khai vị, làm ngưng ho chỉ khái. Những người có tỳ vị kém chúng ta có dùng củ sen rất là tốt, và củ sen có thể chúng ta dùng trong cái thực phẩm là chúng ta có thể là thái những củ sen lát mỏng ra linh với thịt hoặc xương, ăn cũng giá trị dinh dưỡng rất là cao. Thì trên đây là toàn bộ của cây sen, từ hoa, lá, hạt, nhụy và củ sen, chúng tôi nói về cái thành phần tác dụng của cây sen. Xin cảm ơn quý vị. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù đã có rất nhiều cảnh báo về tác hại của việc hút thuốc lá, cũng như luật phòng chống tác hại của thuốc lá đã có hiệu lực từ năm 2013, tuy nhiên tình trạng hút thuốc lá vẫn diễn ra tràn lan. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến gia tăng các bệnh nguy hiểm, trong đó có cả ung thư. Phản ánh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh. Bệnh nhân Lê Văn Thuộc, 77 tuổi, ở xã Tân Lập, huyện Yên Mỹ, nhập viện được hơn 20 ngày nay. Nguyên nhân là do ông bị đột quỵ não lần thứ hai. Đây là một trường hợp có thâm niên hút thuốc lá lâu năm của khoa tim mạch Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Mặc dù biết tác hại của thuốc lá, nhưng vì tôi thèm quá tôi vẫn cứ hút, ngày nào cũng phải từ một bao trở lên. Hút thuốc lá thì coi cũng ngửi mùi cũng khó chịu lắm. Chứ tôi cũng bảo là thôi ông không ngủ rồi hút nữa. Nhưng mà ông cháu cứ hút. Còn bệnh nhân Nguyễn Xuân Tạo, 61 tuổi ở xã Tân Dân, huyện Khoái Châu, tuy đã bỏ thuốc lá được 10 năm nay, nhưng trước đó ông cũng đã có thâm niên hút thuốc lá gần 30 năm. Mặc dù có rất nhiều cảnh báo về tác hại của thuốc lá, tuy nhiên vì nghiện nên ông vẫn cứ hút cho đến khi sức khỏe yếu hẳn đi, phải nhập viện vì bệnh tim mạch vành thì ông Tạo mới quyết tâm bỏ thuốc. Trong thời gian tôi sử dụng thuốc, trung bình một ngày tôi hút đến 5 đến 7 điếu, người là nó phải có cái sự là khó thở và nó hơi mệt. Khi mà bỏ hẳn được thì cảm thấy con người nó thoải mái. Tỷ lệ bệnh nhân mà nhập khoa vì liên quan đến thuốc lá thì thường là các bệnh nhân nam, nó chiếm khoảng 60-70% là bệnh nhân. So với năm trước thì là cao hơn rất tương đối nhiều. Thường là các bệnh nhân này hút có tiền sử hút thuốc lá tương đối nhiều năm, thì là bệnh nhân vào viện thì đã là tương đối là lặng lè rồi. Nên chính vì vậy mà cái quá trình điều trị cũng như hồi phục của các bệnh nhân này là diễn biến sẽ nặng lè và nó sẽ điều trị, kết quả điều trị sẽ lâu hơn so với các bệnh nhân thông thường. Còn tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Hưng Yên, lượng bệnh nhân nhập viện có liên quan đến thuốc lá cũng chiếm trên 50%, trong đó chủ yếu là các bệnh lý về phổi. Chỉ tính riêng từ năm 2017 đến nay, đã có 133 bệnh nhân ung thư phổi và 399 bệnh nhân mắc phổi tắc nghẽn mãn tính nhập viện điều trị. Trong số này thì có trên 80% đều là những người nghiện thuốc lá. Của hút thuốc lá gây một cái nguy hại cho cả hai giới, nam và nữ, là gây vô sinh. Nam giới hút thuốc lá nhiều thì có thể giảm sinh dục, giảm chức năng sinh dục, đấy, số lượng tinh trùng kém chất lượng. Với nữ giới thì có thể là gây loãng xương, rồi là mạn kỳ sớm, vô sinh. Và với phụ nữ mang thai, nếu hút thuốc lá chủ động và thụ động thì có thể là gây sảy thai, là đẻ non, hoặc là khi đã đẻ ra rồi thì trẻ chậm phát triển trí tuệ. Mỗi năm, thuốc lá, thuốc lào giết chết 5 triệu người trên toàn cầu. Việt Nam là một trong 15 nước có tỷ lệ nam giới hút thuốc lá cao nhất thế giới với 47%. Các bệnh liên quan đến thuốc lá là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở nước ta. Trung bình một ngày có tới 100 người chết vì thuốc lá. Không chỉ có hại cho sức khỏe, thuốc lá còn gây ra những tổn thất lớn về kinh tế của mỗi gia đình và toàn xã hội. Thế nhưng những con số thống kê đáng sợ này vẫn không đủ cảnh tỉnh những người nghiện thuốc lá. Chỉ cho đến khi nó gây ảnh hưởng nặng nề đến bản thân thì họ mới cảm thấy sợ hãi, nhưng dường như đã là quá muộn.
Câu chuyện vừa rồi đã khép lại tạp chí Sức khỏe đời sống số này của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.